Thiếu Minh Euro xin đến chào này các bác, anh em yêu thanh và yêu ca hát trên mọi miền tổ quốc nhá. Thì trong clip này, Thiếu Minh Euro xin gửi lời chân thành cảm ơn đến anh Nguyễn Hoàng Nam ở thành phố Bạc Liêu. Anh đã ủng hộ Thiếu Minh Euro nguyên một bộ dàn karaoke gồm các thiết bị như sau. Đó là một hộp đẩy công suất xe 12 với giá 4.8 triệu chưa bao ship, một chiếc vang số Siso cao cấp T1980 với giá 4 triệu chưa bao ship màu hồng thôi nhé, và một bộ Bixua UGX125A với giá là 2.300.000 bao ship, cùng với đó là một đôi loa JBL6012 dòng từ thường thôi nhé, với giá là 6.300.000 chưa bao ship. Thì hiện tại Hiếu Minh Euro đã đấu các thiết bị vào dàn karaoke, sau đó test thử, và trước khi gửi đi cho anh Nam thì Hiếu Minh Euro sẽ test thử chất âm. Thì hiện tại thì Hiếu Minh cho trực tiếp âm thanh đi vào vang, sau đó với cục đẩy vào đánh ra hai loa các nhé. Thì sau đây Hiếu Minh Euro xin phép test nhạc để các bác anh em có nhu cầu tham khảo thì có thể nghe thử và đánh giá chất âm của bộ dàn này. Thì anh tươi test giúp em. Thiết bị của dàn karaoke mà Hiếu Minh vừa test. Thì thưa các bác, thưa anh em, thì dàn karaoke gồm một cục đẩy công suất CA sound standard CA 12 cộng, công suất mỗi kênh là 1000W các bác nhé, và có mặt hiển thị bằng đồng hồ điện tử, và tiếp theo đó là một vang số cao cấp nhất của Siso hiện tại trên thị trường Việt Nam, đó là Siso T1980, cùng với đó là một chiếc mic Suo UGX125A hàng loại 1, hàng có tem 5 sao này các anh nhé. Thì các bác nào có nhu cầu yêu thích hoặc tham khảo thiết bị bộ dàn karaoke thì có thể đến cửa hàng Hiếu Minh Audio ở số 451 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, hoặc có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại 0919182233, 0389840238. Hiếu Minh Audio xin phép tạm dừng clip tại đây. Xin thân mến và hẹn chào các bác. Xin chân thành cảm ơn các bác.